Thưa quý vị và các bạn, gạo là một trong những mặt hàng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt trong nhóm hàng nông lâm thủy sản. Những năm qua, Việt Nam cũng thường xuyên giữ vị trí là một trong các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Năm 2017, Việt Nam tiếp tục là nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Thái Lan. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu trên 4,89 triệu tấn gạo, với giá trị khoảng 2,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% về lượng và tăng 21,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Gạo Việt hiện đã có mặt ở gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, gạo Việt bước đầu đã thâm nhập được vào những thị trường có yêu cầu cao như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU. Hàng năm, lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn thế giới. Hiện nay, mặt hàng gạo của Việt Nam đã có mặt tại gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đã bước đầu thâm nhập vào được các thị trường có yêu cầu về chất lượng cao. Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí là nước xuất khẩu lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan. Mặc dù sản phẩm gạo Việt Nam đã có mặt tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhưng mặt hàng gạo của Việt Nam vẫn đối mặt với một số khó khăn tiếp tục cần khắc phục và hoàn thiện. Đó là năng lực tiếp cận, thâm nhập thị trường, marketing, đàm phán ký kết thực hiện hợp đồng, xử lý tranh chấp thương mại quốc tế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các thương nhân kinh doanh, xuất khẩu gạo còn hạn chế. Các sản phẩm thương hiệu gạo Việt Nam vẫn chưa được phần lớn người tiêu dùng cuối cùng tại các nước biết đến. Trong thời gian vừa qua, cái hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng có bộc lộ một số những cái điểm hạn chế. Thứ nhất đó là cái sản phẩm gạo của chúng ta mặc dù có cái khối lượng lớn nhưng các cái phẩm cấp thì chủ yếu hiện nay là cái loại gạo phẩm cấp trung bình và phẩm cấp thấp. Chính vì vậy thì cái khối lượng xuất khẩu lớn, những cái giá trị đem lại nó cũng chưa thực sự là cao. Thứ hai đó là các cái chất lượng của hạt gạo Việt Nam cũng chưa được ổn định. Thứ ba nữa đó là hiện nay cái mối liên kết giữa các cái đơn vị mà tham gia vào cái hoạt động sản xuất cũng như xuất khẩu gạo nó cũng chưa thực sự là bền chặt. Chính vì vậy thì nó cũng tạo ra một số cái trường hợp khi mà cái thị trường thế giới có cái biến động thì nó cũng làm ảnh hưởng đến cái việc mà thu mua gạo của bà con nông dân cũng như là cái giá gạo xuất khẩu của Việt Nam. Sản xuất xuất khẩu gạo của Việt Nam đã chuyển mạnh theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ được quan tâm phát triển. Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đã ngày càng chú trọng hơn vào chất lượng gạo xuất khẩu. Là doanh nghiệp xuất khẩu thì mình phải có cái kế hoạch triển khai để mình giám sát quá trình canh tác và phải làm việc với lại nông dân. Ở Tân Long thì là có một mảng chúng ta ký trực tiếp bao tiêu với lại lúa với người nông dân. Mà ở đó thì mình sẽ kiểm soát cái quy trình canh tác làm sao để gọi là cái sản phẩm lúa sau thu hoạch nó đạt chất lượng an toàn. Bây giờ các doanh nghiệp đã ý thức được trách nhiệm, cái ý thức của người dân cũng cao hơn, khoa học kỹ thuật chúng ta phát triển cũng như cái kết hợp giữa người của các đơn vị sản xuất với người nông dân cũng tốt hơn. Cái điều kiện hỗ trợ của chính phủ như thế cũng giúp cho các doanh nghiệp nâng cao được cái năng lực cạnh tranh, cái khả năng sản xuất của mình cũng như những cái thông tin để cái điều kiện để chúng ta tiếp cận với thị trường nó tốt hơn. Thì chắc chắn rằng cái đó chính là cái mà chính phủ đang tạo điều kiện, đang giúp đỡ cho các doanh nghiệp. Thời gian qua, các chính sách về xuất khẩu gạo đi vào thực tiễn, giúp cho hoạt động kinh doanh lúa gạo của các doanh nghiệp trong ngành đi vào nề nếp, bài bản hơn. Đáng chú ý là Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo có hiệu lực từ tháng 10 năm 2018 đã tiếp tục tạo dựng môi trường thông thoáng, thúc đẩy đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, thương mại gạo. Đồng thời, để quảng bá giới thiệu rộng rãi hơn nữa các sản phẩm gạo của Việt Nam, cũng như thực hiện định hướng của chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Công Thương đã đưa ra những giải pháp mục tiêu, đó là phát triển thị trường xuất khẩu gạo để nâng cao hiệu quả và thúc đẩy xuất khẩu gạo, góp phần tiêu thụ hết thóc, gạo, hàng hóa với giá có lợi cho người nông dân, định hướng cho công tác quy hoạch và tổ chức sản xuất lúa gạo hàng hóa trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu của sản phẩm gạo xuất khẩu và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, phát triển thị trường xuất khẩu gạo theo hướng đa dạng hóa thị trường, khai thác cơ hội, tiềm năng, lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.